Hello mọi người, mình đã quay lại với một video mới rồi đây. Nhân dịp đầu năm thì mình chúc mọi người có một năm mới thật nhiều sự thành công nha. Và hôm nay thì mình có một box quà cực kỳ hoành tráng đến từ Flossom. Flossom Holiday Box lần này sẽ đánh dấu sự trở lại của dòng son Flossom Creamy Lip Stain, gồm 6 màu son MABB thời thượng và cá tính, kèm theo đó là diện mạo mới toanh, cực kỳ xinh xắn và thu hút, mang đầy không khí tươi vui mùa lễ hội. Mình sẽ swatch và review cả 6 màu son trong bộ sưu tập, nhưng trước tiên là phần thiết kế son nha. Cây son vẫn là thiết kế dạng stick bằng nhựa và màu vỏ son vẫn giữ nguyên như phiên bản cũ, nhưng điểm đặc biệt là phần chữ tên hãng được in cách điệu bắt mắt trên nắp. Phần đầu thỏi son vẫn giữ nguyên đặc trưng vát ngang như trước. Và màu son đầu tiên trong video hôm nay là Sunday Morning, một màu đỏ hồng trầm phù hợp cho mọi tông da. Mặc dù là màu đỏ hồng nhưng bạn này thiên về đỏ đất base hồng và khi lên môi thì ngả hồng xíu xiu thôi. Màu rất tôn da và trắng răng, phù hợp để diện vào dịp Tết sắp đến. Mặc áo dài thì hết ý luôn nha. Màu son có thể dùng khi make up lẫn không make up. Bật mí thì đây cũng là màu best seller của hãng đó, cực kỳ recommend cho mọi người. Đúng như tên gọi của son thì chất son là dạng kem mềm cực kỳ ẩm mịn, mướt môi và nhiều dưỡng luôn. Kết cấu son không hề dày xíu nào, nước trên môi rất mượt, không gây cảm giác quá ướt hay là bị dính hoặc khó chịu trên môi gì luôn. Ngược lại thì lên môi nhẹ tên và rất dễ chịu. Về finish của son thì dòng Flossom Creamy Lip Stain rất mềm môi và độ che phủ cũng ở mức khá tốt. Môi chưa được dưỡng kỹ vẫn che phủ được khuyết điểm nha. Quay lại với màu Falling Again thì bạn này là tông màu hồng đất với sắc hồng pha một xíu nâu, màu không bị quá trầm, sắc hồng vừa phải nhẹ nhàng và đây cũng là tông MLBB mình thích nhất trong cả bộ sưu tập. Falling Again phù hợp dùng hàng ngày hoặc là trong các buổi tiệc đi chơi, buổi tiệc nhẹ. Màu này có độ trầm nhẹ nên không lo kén da nhưng vẫn xinh hơn nếu có make up hoặc ít nhất là nên phối với màu má nha. Mình rất thích lớp bóng nhẹ nhàng của bạn này khi đánh lên môi, kiểu như tạo cảm giác căng đầy và làm môi trông mọng hơn, nhưng rất vừa phải và không gây mất tự nhiên xíu nào. Về màu sắc MLBB trẻ trung và thật tự nhiên thì mình chắc chắn sẽ đề cử ngay màu Good Times. Bạn này mang tông màu cam hồng đất gần như là màu môi thật nhưng có độ trầm vừa đủ để giúp khuôn mặt trông tươi tắn hơn. Màu cam đất pha một xíu ánh hồng như thế này rất gợi không khí tươi mát của mùa xuân ấy. Cá nhân mình thấy bạn này sẽ không kén da nhưng sẽ hợp hơn khi có make up hoặc là với nền da ít khuyết điểm đi kèm với màu má nữa nha. Điểm mình thích nhất ở dòng này là mặc dù chất son mềm, siêu nhiều dưỡng nhưng độ lên màu vẫn ở mức khá tốt, tầm 2 lớp son là rõ màu, kèm theo đó là độ bám dính tốt. Mặc dù son lướt trên môi rất mềm, nhưng sau khi đánh son thì finish không bị xê dịch khi bặm môi đâu. Loki sẽ là màu son tiếp theo trong video hôm nay. Với tông màu cam cháy mix thêm một xíu ánh đỏ thì khi dùng màu này, khuôn mặt trông rực rỡ, nổi bật và cá tính hơn. Sắc nâu sẽ giúp màu son không kén da, nhưng những tông màu nhiều cam đòi hỏi phải kết hợp make up cùng tông. Mặc dù màu son hơi xỉn men răng, nhưng với độ trầm thêm ánh nâu và cam thì bạn này rất hợp dùng trong mùa se lạnh cuối năm. Theo mình biết thì son chứa thành phần chống tia UV có thể bảo vệ đôi môi dưới ánh nắng mặt trời. Thật ra thì môi mình hơi tối màu ở phần viền, gần đây mình chú trọng dưỡng môi nhiều hơn, cho nên son có dưỡng chất và bảo vệ được môi thì đối với mình đây là một điểm cộng rất lớn. Màu cam đất mặc dù không mới mẻ nhưng thật sự trong tủ son của mình thì lúc nào cũng có một màu như vậy vì mình thấy mùa nào cũng dùng được hết. With Me là màu cam pha với nâu đất, có độ trầm vừa, màu này dùng sẽ đẹp hơn nếu có make up, bạn nào da trắng sáng ít khuyết điểm thì dùng cho mặt mộc được luôn. Ưu điểm của màu này là làm cho khuôn mặt rất trẻ trung và năng động, tuy nhiên điểm trừ là hơi xỉn men răng xíu nha, bạn nào răng bị vàng nhiều thì nên cân nhắc. Với một người hay bị khô môi như mình và đặc biệt là mùa se lạnh cuối năm như thế này thì mình lại ưu tiên dùng son mềm, nhiều dưỡng như dòng Flossom Creamy Lip Stain bởi vì bạn này dưỡng ẩm tốt, suốt thời gian để son trên môi mặc dù là ngồi máy lạnh nhưng môi vẫn mềm, không sợ cuối ngày bị khô môi.
Màu son cuối cùng trong video hôm nay là Be My Babe, màu son chân ái cho mọi tông da. Sắc đỏ ruby trầm của bạn này rất thu hút và làm môi tràn đầy sức sống. Mặc dù là màu có độ trầm nhưng ở mức vừa phải và không bị dư. Cho nên nếu đang băn khoăn lựa chọn màu son để đi ra ngoài hoặc không muốn trang điểm cầu kỳ thì hãy chọn ngay màu này cho mình nha. Nói vậy chứ màu này vẫn cực hợp với các make up look cho các buổi tiệc cuối năm đó. Dù chất son nhiều dưỡng nhưng bạn này vẫn giữ màu tươi mới được trong khoảng 3-4 tiếng không ăn uống. Chất son mềm nên nếu ăn uống thì trôi gần hết nhưng vẫn để lại stain. Lớp stain còn lại sẽ đậm hơn màu môi một tí, rất tự nhiên. Hai màu có stain rõ nhất là Sunday Morning và Be My Babe. Màu stain thì mình sẽ để ở cuối video nha. Vừa rồi là bộ sưu tập Flossom Creamy Lip Stain nằm trong Flossom Holiday Box dành cho mùa lễ hội cuối năm nay. Lần này thì mình cực kỳ ưng chất son kem mềm ẩm mịn với độ dưỡng màu và dưỡng ẩm tốt của son. Bên cạnh đó thì hiện tại đang có chương trình mua 2 thỏi bất kỳ, nhận ngay một bộ bài Uno để cùng vui mùa lễ hội nữa đó mọi người. Hãy tranh thủ nha! Video đến đây thì cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye!